tâm sự bút lòng của bố bé gái sinh năm 2012, mang bầu 38 tuần. Nghị án con trai tấn công khiến cha ruột tử vong ở Hóc Môn. Bị gia đình chối bỏ, bé trai sinh năm 2011 liên tiếp gây ra hai vụ cướp giật. Trả hồ sơ vụ người trên xe hơi chặn, đập vỡ kính xe khách. Xe khách dường nằm bốc cháy trên cao tốc Trung Lương. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin. Còn bây giờ xin mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây dư luận cả nước đều không khỏi xót xa. Trước thông tin vụ việc một bé cái sinh năm 2012 mang bầu 38 tuần được chỉ định mổ đẻ ở Hà Nội nghi do bị hàng xóm xâm hại dù sự việc đau lòng đã xảy ra từ nhiều tháng trước đó, nhưng mỗi khi nhớ lại ngày đen tối ấy, cha của nạn nhân dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không kìm được nước mắt. Anh DNA, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, bố của bé gái trong vụ việc cho biết. Anh A chia sẻ, vợ anh rời bỏ gia đình từ khi cháu lờ, nạn nhân trong vụ việc mới còn đỏ hòn, nên anh phải nuôi con một mình. Tại địa phương, gia đình anh A có hoàn cảnh khó khăn và là hộ nghèo nhiều năm, để có tiền nuôi con, anh A phải đi làm nhiều công việc chân tay. Những lúc rảnh rỗi, anh A thường phải chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Sự việc bắt đầu vào tối mùng 6 tháng 1 năm 2024, anh A vô tình nhận ra con gái mình có biểu hiện bất thường ở phần bụng. Qua kiểm tra, anh A tá hỏa khi con gái mình đã mang thai được 6 tháng. Ngay sau đó, anh dẫn con gái mình đến công an xã Tam Hiệp để trình báo sự việc. Anh A cho biết, qua lời kể của cháu, tôi biết được cháu đã bị người đàn ông là hàng xóm cạnh nhà tên V thực hiện hành vi xấu xa nhiều lần. Điều đau xót nhất là tên V này vốn là chỗ anh em thân tình nhiều năm, cũng là người bế con gái tôi từ khi cháu còn nhỏ. Anh Nga chia sẻ, khi cháu lờ đến tuổi dậy thì cũng là lúc tên V này nhiều lần dùng tay trêu gạo cháu L. Do cháu còn nhỏ nên nhận thức và hiểu biết hạn chế, không biết để kể lại sự việc với gia đình. Được đà lấn tới, tên V đã dở trò xấu xa nhiều lần với cháu V, dẫn đến cháu mang thai ngoài ý muốn. Khi trình báo sự việc đến công an và chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã nhanh chóng thụ lý hồ sơ và hứa giải quyết nghiêm theo quy định pháp luật. Nhưng đã 3 tháng trôi qua, cái thai trong bụng cháu ngày càng lớn dần lên, đã 38 tuần tuổi rồi. Trong khi đối tượng V vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, hắn chỉ thừa nhận có hành vi xấu xa với bé gái và chối bỏ cái thai đó, đổ tội cho bé gái có thai với người khác. Anh A khẳng định, con gái anh rất ngoan, Ngoại trừ việc đến trường đi học, tất cả thời gian còn lại đều ở nhà phụ giúp việc cho gia đình. Tại cơ quan công an, cháu L cũng khai rõ tên V là người làm cháu mang thai. Ngoài ra, cháu L không qua lại với bất kỳ ai. Chiều ngày 17 tháng 4, anh Nga đưa con gái mình đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để mổ sinh cháu bé, theo chỉ định của bác sĩ. Và chính giây phút này, ở vai trò và trách nhiệm của một người cha, anh Nga đau đớn, dằn vặt trước quyết định về sự sống cho cai thai trong bụng con gái mình. Anh Nga lo lắng, nếu giữ lại cái thai sau này lớn lên, không biết con gái mình và cháu mình sẽ đối mặt ra sao với cuộc sống hiện tại, khi bố của đứa trẻ đã từ chối nó ngay khi còn trong trứng nước. Và anh cùng con cái mình sẽ nuôi dạy cháu ra sao khi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, người mẹ trẻ không có kiến thức để nuôi con. Cầm trên tay những tờ giấy khám bệnh và kết quả siêu âm, anh Nga nói trong vẻ mặt thất thần. Tôi sợ mình không đủ bình tĩnh khi đối diện với kẻ thù ác. Đến tối ngày 17 tháng 4, Thông tin từ đại diện lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, bé gái đã sinh một bé trai nặng 3kg. Sức khỏe của cả mẹ và bé đều tốt. Nghe sau đó, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã lấy mẫu ADN của đứa trẻ này để xét nghiệm, phục vụ công tác điều tra. Những thông tin mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật. Ngày 17 tháng 4, thông tin từ Công an huyện Hóc Môn cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an xã Tân Xuân lập hồ sơ vụ người đàn ông tử vong sau khi xô sát với con trai. Trước đó, khoảng hơn 12 giờ cùng ngày, người dân ở con hẻm trên đường Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, nghe thấy tiếng người to tiếng tại căn nhà nên chạy tới. Người dân thấy người đàn ông tên LDQ hơn 50 tuổi, nằm gục ở tầng trệt căn nhà. Gần đó là người con trai tên LAQ, chừng 20 tuổi, con ruột ông Quy. Công an xã Tân Xuân sau đó phong tỏa hiện trường, phối hợp với công an huyện Hóc Môn, đưa LAQ về trụ sở để lấy lời khai làm rõ. Theo người dân, hai cha con ông Quy sống ở căn nhà đã lâu. Lợ A Quy được cho là trong khi mâu thuẫn, xô sát với cha đã tấn công khiến ông tử vong. Lợ A Quy cũng gọi điện thông báo vụ việc cho công an xã Tân Xuân. Đến khoảng 15 giờ chiều, thi thể ông Quy được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Hiện công an xã Tân Xuân đang lập hồ sơ, bàn giao nghi can cho công an huyện Hóc Môn điều tra theo thẩm quyền cũng trong ngày 17 tháng 4, thông tin từ công an thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang tiến hành xử lý một vụ cướp tài sản nghiêm trọng trên địa bàn. Nghi phạm là một bé trai sinh năm 2011 nhưng đã liên tiếp gây ra hai vụ cướp trước đó trên địa bàn. Đáng nói khi cơ quan công an liên lạc với gia đình để bảo lãnh cho cháu bé do chưa đủ tuổi áp dụng các biện pháp xử lý hình sự thì người thân không đồng ý. Theo đó công an thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh cho hay sau thời gian kiên trì thuyết phục, mẹ đẻ của cháu NTG sinh năm 2011, chú tại phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, đã đến cơ quan công an để báo lãnh cho cháu bé. Trước đó, ngày 15 tháng 4, công an thành phố Cẩm Phả tiếp nhận trình báo của bà PTT sinh năm 1958, chú tại phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, về việc rằng sáng ngày 13 tháng 4, khi đang ngồi bán xôi tại đường Thanh Niên, phường Cẩm Thành, thì bị một thiếu niên cướp giật một chiếc điện thoại di động. Quá trình xác minh điều tra, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm gây án là NTD, sinh năm 2011, trú tại phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả. Bị triệu tập đến cơ quan công an, D khai nhận khoảng 5 giờ sáng ngày 13 tháng 4, sau khi đi chơi điện tử về, thấy bà T đang ngồi một mình bán xôi, có sử dụng chiếc điện thoại di động cảm ứng. D đã đến hỏi mượn điện thoại với lý do gọi cho bố mẹ. Sau khi bà T mở khóa điện thoại đưa cho D mượn, thiếu niên này đã cầm chiếc điện thoại bỏ chạy và đem bán cho một quán cầm đồ tại phường Cẩm Trung, lấy 800.000 đồng tiêu xài. Ngoài ra, D cũng khai nhận ngày 14 tháng 4, cũng với thủ đoạn mượn điện thoại, D đã cướp giật được một chiếc điện thoại cảm ứng của một bé trai sinh năm 2012 tại khu vực phường Cẩm Thành. Khi chưa kịp mang chiếc điện thoại này đi cầm cố thì D bị cơ quan công an triệu tập. Công an thành phố Cẩm Phả thông tin thêm, hoàn cảnh của D rất éo le, bố mẹ ly hôn, D ở với ông nội nhưng từ tháng 3 năm 2024 đã nghỉ học và bỏ nhà đi lang thang. Cậu bé này thường xuyên chơi điện tử qua đêm, vay tiền bạn chơi bời tiêu xài. Do đê chưa đủ tuổi để áp dụng các biện pháp xử lý hình sự, nên công an thành phố Cẩm Phả liên lạc với gia đình để bảo lãnh cho đê. Tuy nhiên, bố mẹ, ông bà nội, ngoại, người thân đều không đồng ý. Người thân cho biết đã giáo dục nhiều lần, nặng có, nhẹ có, nhưng đê không lắng nghe, không sửa chữa. Ông bà hai bên đều đuổi đê đề đi, không nhận đê làm cháu. Bố đê đi làm ăn xa, khi biết việc cũng từ chối nhận con. Sau đó, dưới sự giải thích thuyết phục của lực lượng công an, mẹ D đã đồng ý đến bảo lãnh cho D. Tuy vậy, người mẹ cho biết việc giáo dục D là rất khó khăn và bày tỏ sự bất lực. Liên quan đến vụ việc một nhóm người đi ô tô liên tục có hành vi chặn đầu xe, rượt đuổi tài xế, đập vỡ kính, thậm chí còn bỏ đất cát đá và trong máy làm hư hỏng xe. Mới đây, sau phiên xét xử sơ thẩm, hội đồng xét xử đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án để tiến hành điều tra bổ sung. Theo đó, vào chiều ngày 17 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục xét xử vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản đối với bị cáo Lê Văn Luận, 34 tuổi, chú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Bị hại trong vụ án là Công ty Vận tải Hành khách Liên vận Quốc tế và Du lịch Na Luông, Lào. Theo hồ sơ, vào chiều mùng 3 tháng 7 năm 2023, xe khách mang biển kiểm soát UN1385 đang chạy trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Diến Châu, Nghệ An, thì bị nhóm người đi trên xe hơi Toyota Fortuner, mang biển kiểm soát 37A01707 đuổi theo rồi chặn xe lại. Người trên xe 37A01707 đã đập vỡ kính của xe khách nêu trên. Tài xế xe khách hoảng sợ đã lái xe khách chạy đi theo hướng ra Hà Nội. Nhóm người trên xe hơi tiếp tục rượt đuổi theo xe khách. Khi xe khách chạy đến địa phận phường Hải Hòa thị xã Nghi Sơn Thanh Hóa thì dừng lại và trình báo sự việc với công an để được giúp đỡ. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An xác định đi trên xe Fortuner có luận Lê Đức Tùng, 34 tuổi, Nguyễn Văn Minh, 31 tuổi, chú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An và Trần Báu Ngọc, 24 tuổi, chú xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu và Lê Hồng Sơn, 35 tuổi, chú xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Ngọc là người điều khiển xe hơi. Luận bị cáo buộc đã có hành vi dùng một khúc gỗ màu nâu sẫm dài 66cm, đường kính 7cm, đập liên tục 4 lần vào kính bên phải, làm cho 3 tấm kính xe khách bị vỡ, tổng giá trị hơn 17 triệu đồng. Theo anh Nguyễn Thanh Tùng, đại diện của công ty Na Luông, ngoài bị chằn xe trên đường, bị đập vỡ kính chắn gió, thì xe khách còn bị tháo nắp dầu máy phía sau, đổ đất cát vào trong máy, làm hỏng máy xe khách. Về trách nhiệm dân sự, công ty Na Luông ủy quyền cho anh Tùng, đại diện công ty yêu cầu đền bù khắc phục hậu quả. Trong đó, tiền thay 3 tấm kính xe là 21 triệu đồng, sửa chữa đại tu lại máy động cơ xe tại Hà Nội hơn 85 triệu đồng cầu xe từ Thanh Hóa và Nghệ An để phục vụ điều tra và cầu kéo xe về Hà Nội, sửa chữa với số tiền là hơn 56 triệu đồng. Chi phí thiệt hại về kinh doanh do xe không hoạt động trong thời gian cơ quan công an giữ để phục vụ điều tra và thời gian sửa chữa xe là 280 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, anh Tùng đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra lại vì cho rằng còn bỏ lọt người phạm tội. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa nêu vụ án đã truy tố đúng người đúng tội và đề nghị tuyên bị cáo luận mức án từ 9 đến 12 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Bị cáo luận trình bày hoàn cảnh khó khăn, xin giảm nhẹ hình phạt và chấp nhận bồi thường 150 triệu đồng. Phía bị hại không chấp nhận mức bồi thường trên. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định với tài liệu có tại hồ sơ và kết quả tranh luận tại phiên tòa thì có những việc hành vi gây rối trật tự công cộng làm mất an ninh trật tự an toàn giao thông và hành vi này có dấu hiệu tội phạm gây rối Ngoài cần thu thập các chứng cứ làm rõ các hành vi bỏ đất, cát đá và máy xe khách, làm thiệt hại tài sản. Do đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Chiều ngày 17 tháng 4, trên đoạn đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, một chiếc ô tô dường nằm chở nhiều khách bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thông tin ban đầu vào khoảng 15 giờ chiều ngày 17 tháng 4, trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, xe khách dường nằm 83B005XX do tài xế VTC 54 tuổi điều khiển khi lưu thông đến địa phận huyện Thủ Thừa Long An thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy, cột khói và lửa bốc cao hàng chục mét, các xe chạy chung làn phải dừng cách xa. Nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ được điều đến hiện trường dùng vòi rồng dập lửa. Lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của tỉnh Long An đã nhanh chóng điều xe chữa cháy đến hiện trường hỗ trợ dập lửa cảnh sát giao thông đã điều tiết các xe hướng từ miền Tây đi thành phố Hồ Chí Minh rẽ xuống quốc lộ 1 tại thành phố Tân An để hạn chế ùn tắc kéo dài. Sau khoảng gần 1 giờ, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, chiếc xe bị cháy trụi chưa cùng. Chiều ngày 17 tháng 4, lãnh đạo xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm vào khoảng 15 giờ tại đập khe dứa xóm 2 khiến hai học sinh lớp 7 tử vong. Cụ thể, sau khi tan học, ba học sinh của trường trung học cơ sở sáng Nghĩa Thuận đã ra đập nước khe dứa dạo chơi. Sau đó, hai em xuống gần mép nước chụp ảnh, một em khác đứng trên bờ. Khi đang đi bộ trên thân đập, một em bị trượt chân ngã xuống nước. Nhìn thấy bạn gặp nạn, em học sinh đi cùng đưa tay ra cứu, nhưng ngã theo dù cả hai bị chìm xuống hồ. Ngay lúc đó, em học sinh còn lại đứng trên bờ liền kêu cứu. Tuy nhiên, khi mọi người tìm thấy thì hai nữ sinh đã tử nạn. Hiện tại, chính quyền xã Nghĩa Thuận đã bàn giao thi thể hai nữ sinh cho gia đình làm thủ tục an táng. Thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn do Nghiêm Thị Hường, 38 tuổi, chú trên địa bàn, cùng chồng là Vũ Hoàng Hải, 43 tuổi, chú quận Long Biên cầm đầu. Khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Hải, lực lượng chức năng thu giữ gần 17kg ma túy các loại, bao gồm heroin, ma túy đá và dụng cụ để sử dụng ma túy. Theo cơ quan công an, đây là tụ điểm ma túy hoạt động tinh vi. Vợ chồng Hải sử dụng nhà riêng làm lô cốt, lắp đặt nhiều camera giám sát từ đầu ngõ cho đến vào trong nhà để cảnh giới. Nếu có động, lập tức báo động để tẩu tán ma túy. Bên cạnh đó, vợ chồng Hải thuê Nguyễn Minh Trường, 33 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, tổ chức bán lẻ và giam ma túy. Để tránh sự theo dõi từ công an, nhóm này sử dụng xe phân khối lớn, phóng với tốc độ cao vào buổi đêm thậm chí là đi ngược chiều để giao ma túy cho khách. Ngoài ra ma túy được ngụy trang trong các hộp thực phẩm chức năng hoặc gói trẻ. Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ cha dượng dùng dao khiến con riêng của vợ tử vong. Ngày 17 tháng 4 kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1985, ngụ phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, 20 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, Trường bị tai nạn giao thông gãy chân dẫn đến mất khả năng lao động, nên thường xuyên bị Đinh Thanh Hát, sinh năm 2003, con gái riêng của vợ, kiếm chuyện chửi mắng do không giúp được gì cho gia đình. Vào chiều ngày 21 tháng 2 năm 2023, sau khi đi uống rượu về, Trường xảy ra cử cãi với hát. Cho rằng cha dượng hăm dọa đòi tấn công mình, nên hát kêu bạn trai là Huỳnh Diệu Quốc Quy đến cùng hát dùng lời lẽ thô tục, chửi Trường thì được bà Nguyễn Thị Y, vợ của Trường can ngăn. Đến khoảng 23 giờ 20 phút cùng ngày, bực tức vì bị hát và Quy xúc phạm, Trường lấy sao khiến hát tử vong và tấn công Quy gây thương tích 39%. Thưa quý vị, từ đầu năm tới nay, nhiều nơi của tỉnh Sơn La không có mưa, thời tiết nắng nóng, hành khô kéo dài ở nhiều nơi, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người nông dân. Nắng nóng, khô hạn kéo dài khiến nhiều khu vực trồng cây ăn quả của người dân không thể kết trái, nhiều diện tích bị rụng hoa lá, cành héo úa. Được biết, năm nay thời tiết khắc nghiệt hơn hẳn so với mọi năm. Bà con trong bản đã tận dụng nước trong ao, giếng khoan để tưới cho cây trồng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp ứng phó tạm thời, bởi nguồn nước sắp cạn kiệt. Còn với những nương ở trên đồi, sang nguồn nước tưới thì không thể khắc phục. Tưới nước bao nhiêu bốc hơi hết bấy nhiêu. Hiện bà con dân bản chỉ mong trời mưa để giải tỏa cơn khát cho cây trồng. Không chỉ cây ăn quả, trên địa bàn còn có nhiều diện tích trồng cà phê. Tuy nhiên đúng thời điểm cà phê ra hoa kết trái, thời tiết lại hanh khô, nắng nóng kéo dài đã làm vùng nguyên liệu cà phê phục vụ cho sản xuất của hợp tác xã bị rụng hoa, héo úa, khó đậu quả. Theo ghi nhận, những ngày gần đây, tỉnh Sơn La tiếp tục nắng nóng gai gắt trên diện rộng. Nhiệt độ tăng cao có nơi 42 độ C, gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người nông dân. Hiện dung tích chữ nước tại 110 hồ chứa trên địa bàn đều chỉ còn từ 50-60%. đến 60%. Riêng hồ Trường Khoi, huyện Yên Châu giảm còn 10%. Nhiều hồ chứa nước lớn không đảm bảo cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Theo Tri Cục Phó, Tri Cục Thủy Lợi tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã tham mưu, triển khai nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, trong đó chủ động tích trữ, điều tiết nước tại các hồ chứa, kênh mương phù hợp với những nơi không đủ lượng nước dự trữ, hướng dẫn bà con trồng các loại cây, rau màu chịu hạn tốt. Vị lãnh đạo cho biết, đối với sản xuất, chúng tôi đã có khuyến nghị với các đơn vị, trên cơ sở nguồn nước hiện có thì giả soát, đánh giá lại nguồn nước, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với nguồn nước hiện có đối với diện tích khô hạn thì chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, thời gian sinh trưởng ngắn và sử dụng ít nước. Đối với diện tích không có khả năng cấp nước thì đánh chấp nhận bỏ lại, không canh tác để giảm thiểu thiệt hại cho người nông dân. Trước tình hình hạn hán kéo dài trên diện rộng, ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành các văn bản chỉ đạo đôn đốc Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục, giảm thiểu đến mức thấp nhất tác động của hạn hán, tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán thiếu nước. Đối với các công trình thủy lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các công trình mới đầu tư, tổ chức duy tu, bảo dưỡng đối với các công trình lâu năm. Thưa quý vị, tối ngày 17 tháng 4 vừa qua, tại công viên Văn Lang, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì Phú Thọ, đã tổ chức một buổi bắn pháo hoa để chào mừng ngày lễ Dỗ Tổ Hùng Vương. Đáng nói, một tiếng trước khi chương trình bắn pháo hoa diễn ra, một cơn mưa rào nặng hạt kèm sấm chớp đã đổ xuống khu vực này. Tuy nhiên, người dân Phú Thọ vẫn kiên nhẫn đội mưa, chờ đón sự kiện mỗi năm chỉ có một lần. Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4, tức khoảng một tiếng trước khi màn bắn pháo hoa chào mừng ngày Dỗ Tổ Hùng Vương diễn ra tại công viên Văn Lang, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, Phú Thọ, một cơn mưa rào nặng hạt kèm sấm chớp đổ xuống. Tuy vậy, ở các ngã đường bao quanh công viên Văn Lang, rất đông người dân Phú Thọ vẫn kiên nhẫn đội mưa, chờ xem pháo hoa. Người bật ô, người mặc áo mưa, người chạy vào chú bên trong những quán cà phê, quán ăn ven đường. Một số người dân trải chiếu trước hiên nhà của mình để mọi người vào ngồi chú mưa. Trên sân khấu, những tiết mục văn nghệ của chương trình nghệ thuật Hội tụ non sông vẫn diễn ra. Một người dân phường Tiên Cát cho biết, anh đã ngóng chờ màn pháo hoa này cả năm trời, nên nếu không được xem thì rất tiếc. Mong là mưa sẽ mau tạnh. Được biết, tiết mục bắn pháo hoa chào mừng ngày Dỗ Tổ Hùng Vương dự kiến diễn ra vào 21 giờ 30 phút tối nay tại công viên Văn Lang. Màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong 15 phút với 900 quả pháo tầm thấp và 200 quả pháo tầm cao. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.